sau đây cùng với các đội nhảy hiện đại cực kỳ đặc sắc của mình sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì đây ạ? Hãy cùng theo một tiếng hát với các đội nhảy ngày mai ở đâu? Bà mới bay về thôi. Được. Bà mới bay về. Mới bay về, thăm con bốn tay này lên rồi. Bà đâu có biết mà phòng diễn ở Đà Lạt. Tôi về Đà Lạt. Về Đà Lạt. Ừ, rồi đi xì cho thương quá con ơi. Đẹp bà không? Thương quá. Thương từ hồi nhỏ luôn. Bà là bà của con Cường hay là không? Không, không. Tôi theo nó từ hồi nó mới vô nó thi là bà chưa. Tôi quảng cáo biết bao nhiêu người về nhà hàng Phi Nhung để mà ăn nhà hàng Phi Nhung, để giúp đỡ Phi Nhung, để lo cho nó. Bà ở đâu lại ạ? Bà ở nước nào vậy? Bà ở đâu về ạ? Ở Úc con. Ở Úc về là bà. Cho ba mẹ đàng hoàng nha. Ừ. 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 Ừ.